Trời ơi, quậy ơi, quậy ông để trời đã tối rồi ông ơi. Chúng tí trong chùa, chúng quay để quay ông gần sông cuối ngục rồi đến sân bay để ông lên chiếc xe. Ông ngoại ơi, vì đâu ông ơi, quần trạch ơi, quần trạch ông trời. Quân trách ông trời đã mang cái cành gieo cháy ngang đến cành ngộ ta sống đây. Ngoài ơi từ nay giờ đi để cháu Lý cháu Hoàng quần mang cho biếu cho những cân đường hộp xưa nữa không. Cháu cũng còn được mừng thêm ông một tuổi thêm xuân nữa không ông. Ngoài ơi chỉ còn đêm nay là đêm cuối cùng ông nằm trong mái ấm ông ơi. Đêm mai thì giờ này đây thì ông đã nằm thui thối ở ngoài gò đồi. Ông chọn nơi đất tốt mộ sâu ông ơi. Ôi cuộc cả đời ngoài tôi lầm ba vào đâu ai. Ra đi rồi như
cháu là cháu Lý, cháu Hoàng, cháu ngoại tôi được gọi ông đây là đến với cháu nội là Hầu, cháu là cha đây ông ơi. Nội, từ bây giờ đi để ai kéo chân ai buông màn cho ông, ai là người trai chiếu cho ông. Nội ơi, ai là người bon trông, ai là người lâm ông dày, ai đỡ ông ngồi đây. Nội ơi, cây có cái lò cành xanh lá, nước trong nguồn thì bể cả sông sâu. Nội ơi, ngày hôm nay cháu là Hồng, cháu là Trang. Nội ơi, nội đi đâu mà vách núi sườn đó. Nội bỏ cháu Hồng, cháu Trang. Cụ bỏ các chắc là vách là phước đi đâu cụ ơi. Khóc ăn ở đây thì cháu mơ chẳng còn. Mà cha con đã chặt con gọi cụ, gọi cụ ơi hỡi ông ơi đây thì bày phía ba một ông đi. Ông mà chẳng thấy ông đâu, con chuột chân ngồi ngồi mà con cũng chẳng quan ngại chi. Nội ơi, những ngày con đi làm mẹ ông ơi, con về tới cổng nhà mình. Ông ơi, con còn mua quà con biếu ông, rồi cắt chắc là bách là phúc còn liếu gắn tay ông cổ đây. Lòng nghẹn ngào nay được chào cháu nội cùng cha.